Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng một tuần vừa qua thì trên địa bàn cả nước đã liên tục xảy ra các vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng. Và đáng chú ý mà chúng ta phải kể tới đó chính là hai vụ cháy nhà dân xảy ra vào rạng sáng ngày 30 tháng 3 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 6 người chết, và vụ cháy vào rạng sáng mùng 4 tháng 4 tại ngôi nhà trên con phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến cho 4 người thiệt mạng. Và đều là những đám cháy xảy ra tại những hộ gia đình. Và điều này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ tại khu vực các hộ dân. Câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta có thể tránh khỏi những hậu quả đáng tiếc, và bản thân mỗi người sẽ cần trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy như thế nào để bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân. Dạ vâng, và rõ ràng là chúng ta đều biết hỏa hoạn vô cùng nguy hiểm, và đó cũng là một trong những cái hiểm họa mà chúng ta khó có thể đoán định, và bên cạnh đó là ước lượng sức công phá. Mới đây thì một cuộc nghiên cứu đã cho thấy mức độ nguy hiểm của vụ cháy thông qua các cuộc khảo sát thực tế thì cho thấy chỉ trong vòng 2 phút thì một ngọn lửa có thể đe dọa tính mạng, và chỉ trong vòng 5 phút một ngôi nhà có thể bị chìm trong lửa. Chưa đầy 30 giây, một ngọn lửa nhỏ có thể bùng phát thành một đám cháy lớn, và thời gian chỉ tính bằng giây, bằng phút để khói đen dày đặc và lấp đầy một ngôi nhà hay nhấn chìm một ngôi nhà nào đó trong lửa. Bên cạnh đó, sức nóng nguy hiểm hơn ở các đám cháy, nhiệt độ trong một đám cháy có thể lên tới là 100 độ C ở mặt sàn và có thể tăng tới 600 độ C ở tầng cao ngang tầm mắt. Phải hít những luồng không khí cực nóng này sẽ như là bỏng phổi hoặc là tan chảy quần áo trên da của bạn. Mặc dù đám cháy bắt đầu bằng ánh sáng nhưng sẽ nhanh chóng sản sinh ra khói đen, khiến cho mọi thứ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Khói, khí độc có thể gây chết người nhiều hơn là những ngọn lửa. Các đám cháy sản sinh ra khí độc khiến cho chúng ta mất phương hướng và buồn ngủ. Ngạt thở cũng chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do hỏa hoạn, cao hơn là nguyên nhân tử vong do bị bỏng với tỷ lệ là 3-1. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là những hậu quả để lại từ những đám cháy hay là những vụ nổ thì ai cũng có thể hình dung. Tuy nhiên khi mà điều đó chưa xảy ra thì đa số mọi người đều hết sức chủ quan, và ngay tại những cái hộ gia đình cũng như vậy. Trước đây khi mà chúng ta nói tới việc là phải rèn luyện cho ngay từ trẻ nhỏ những cái kỹ năng để phòng cháy chữa cháy chẳng hạn, thì nhiều bố mẹ cũng nghĩ rằng là hiếm lắm mới xảy ra một vụ cháy, và đôi khi sẽ không bao giờ nghĩ tới việc là con em mình sẽ cần trang bị những kiến thức liên quan tới phòng chống cháy nổ cả. Hay là khi mà chúng ta có những quy định liên quan tới mỗi nơi sẽ cần có bình cứu hỏa phòng cháy chữa cháy, hay là kể cả trên mỗi xe ô tô đều phải có những cái vật dụng để phòng cháy chữa cháy, thì lúc đầu mọi người đều phản ứng và mọi người nghĩ rằng là cái điều đấy là không cần thiết, là rườm rà, là rắc rối. Nhưng mà rõ ràng nó giống như việc là chúng ta đang mua một cái bảo hiểm cho mình á, mà rõ ràng là không hề đắt một chút nào cả. Nhưng mà nếu như có một cái sự việc xảy ra thì rõ ràng là những cái vật dụng mà giúp chúng ta phòng cháy chữa cháy hoặc kỹ năng kiến thức đó thì giúp ích cho mình rất nhiều, đôi khi có thể cứu được tính mạng của cả một con người. Bên cạnh đó là chúng ta có thể bảo vệ tài sản của mình tốt hơn, đúng không? Dạ vâng. Và bên cạnh đó, Phương Thảo còn thấy rằng cái việc mà chúng ta thiết kế ngôi nhà của mình như thế nào, để bởi vì có rất là nhiều ngôi nhà người ta hay chia sẻ là ngôi nhà ống thì chắc chắn là chỉ có một cái cửa đi ra vào thôi. Những cái chiếc xe máy hay xe ô tô thì mọi người lại để ngay trước cửa nhà mình để tiện di chuyển và rất là dễ dàng khi mà chúng ta để và thuận tiện, đúng không ạ? Nhưng đó, ví dụ như chiếc xe ô tô của chúng ta phát nổ, phát cháy, hay là chiếc xe máy cũng vậy, thì đâu là cái cửa để chúng ta thoát hiểm? Bởi vậy khi mà chúng ta bất kỳ xây một cái ngôi nhà đi chăng nữa thì chúng ta cũng tính tới cái phương án là chúng ta có thể thoát nạn ở đâu. Bởi vì đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Có rất là nhiều những cái vụ cháy xảy ra mà khi mà nói lại thì chúng ta cũng cảm thấy giật mình về những cái sự tắc trách của chính bản thân và gia đình. Và bên cạnh cái lối thoát hiểm này và những cái kỹ năng và kiến thức phòng cháy chữa cháy mà chúng ta nên trang bị cho bản thân mình và những cái người thân trong gia đình, thì Phương thấy một trong những cái điều rất là quan trọng đó chính là cái hệ thống cảm biến mà báo cháy ở tại gia đình của mình. Thường Phương thấy là những cái ngôi nhà mà thuộc về căn hộ chung cư thì sẽ có cái hệ thống cảm biến đó trên trần nhà. Thế nhưng mà những cái căn nhà ống, những cái căn nhà mà liền thổ thì nếu mà bây giờ thực trạng khi mà bước vào 10 ngôi nhà thì rất ít nhà trang bị cái hệ thống cảm biến này. Mà theo Phương biết thì giá thành của những hệ thống cảm biến này nó không hề đắt, chẳng qua là do chúng ta nơi ở chúng ta chưa gặp những cái sự cố về cháy, hoặc là cái chủ hộ gia đình đó cũng chưa kiểu là đánh giá được cái mức độ nguy hiểm khi mà chúng ta không có những cái hệ thống cảm biến ở trong nhà. Phần lớn những vụ cháy mà xảy ra vào ban đêm dẫn đến chết người thì thường rơi vào những cái nạn nhân tử vong thường là trong cái trạng thái là ngủ. Mà khi ngủ chúng ta mà hít phải những cái khói đó thì nó sẽ rơi vào trạng thái là chúng ta bị liệm dần. Chưa kịp tỉnh lại để có thể phản ứng được thì chúng ta đã bị liệm dần, và từ cái lúc mà liệm dần đó thì chúng ta sẽ dẫn đến tử vong. Vì vậy Phương thấy là dù gia đình chúng ta có nhiều lối thoát hiểm đi chăng nữa thì quan trọng nhất là chúng ta phải tỉnh cái đã.
mà nếu muốn được tỉnh trong cái tình trạng mà cháy như vậy thì nhà có phải có hệ thống cảm biến, đúng rồi, chuông báo cháy, đúng rồi ạ. Và rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ một cách cẩn trọng hơn liên quan tới việc là phòng cháy chữa cháy trong căn nhà của mình cũng như là những cái nơi mà mình làm việc hay là sinh hoạt. Và đặc biệt là chúng ta sẽ bỏ đi những cái thói quen mà có thể gây ra nguy hiểm cho gia đình mình. Ví dụ như Vân Anh nhớ là cái thời điểm mà giá xăng và dầu hạ và rất là rẻ á, đôi khi là 1/3 cho tới một nửa giá mà bình thường người hay mua, thì lúc đó ở rất là nhiều nơi người dân có thói quen là tích xăng dầu và để trong nhà của mình nếu như nhà của mình có chỗ chứa. Và lúc đấy thì chúng ta cũng đã từng trao đổi với nhau về câu chuyện rõ ràng có rất nhiều nguy cơ khi mà chúng ta tích trữ những cái đồ dễ cháy trong nhà mà trong khi nhà của mình lại không có những cái thiết bị phòng cháy chữa cháy hay là những cái không gian phù hợp để chúng ta tích trữ những đồ đó, thì chắc chắn là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Và thực tế là do chính sự chủ quan của người dân, thì theo thống kê của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh, thì tình hình cháy nổ ở hộ gia đình và ở nhà thì luôn chiếm một tỷ lệ khá cao về cả số vụ, hơn 50%, và thiệt hại về người cũng như là tài sản. Và các vụ cháy nhỏ ở khu dân cư lại thường gây thiệt hại nhiều hơn về người. Và Phương Thảo vẫn thấy như lúc đầu Phương Thảo chia sẻ là chỉ cần trong vòng 2 phút thôi thì một đám cháy nhỏ có thể là ảnh hưởng đến tính mạng của mỗi chúng ta. Và tính cái thời gian mà để có nguy hiểm đến sức khỏe chỉ tính bằng giây, bằng phút. Mà những cái nguy hiểm đối với chúng ta thì chúng ta không thể nào lường trước được. Bởi vì nguyên nhân của các vụ cháy nổ thì là do gia đình, là ở đâu? Vì câu hỏi này thì vô vàn những cái lý do. Và đôi khi chính chúng ta thực hiện mà không mảy may nghĩ tới những tình huống khẩn cấp và đã làm gia tăng thiệt hại của các vụ cháy trong các hộ gia đình. Vậy thì cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Đây là hiện trường xảy ra vụ cháy làm 4 người chết tại số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày hôm qua, mùng 4 tháng 4. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, cửa khóa nhiều lớp. Bên trên tầng tung là khung sắt kiểu chuồng cọp, ngăn lối thoát nạn của các nạn nhân. Trước đó, hàng loạt vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đều do ý thức kém và nhà thiếu lối thoát hiểm. Điều đáng nói là chủ các ngôi nhà này đều không biết những mối nguy hiểm có thể xảy ra từ các khung sắt kiểu chuồng cọp như thế này. Chưa bao giờ nghĩ là nhà mình bị cháy, nên là cũng chỉ dặn dò các con, rồi thì là con nhỏ thì bảo con không được nghịch lửa hoặc là điện hoặc các thứ, thì là các con thì cũng tuân thủ hết, không bao giờ có hay, mà hai đứa con gái nó cũng ngoan, nó cũng lành, nên là không nghịch cái gì. Mấy giờ em chưa biết nguyên nhân cháy từ đâu, nên là chưa có kinh nghiệm hay là cái gì vì hỏi han hay ai kể chuyện gì, nên là không biết là bây giờ phải bắt đầu từ cái gì để là khắc phục cái hậu quả này. Tại Hà Nội, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều căn hộ ở những khu chung cư cũ như Thành Công, Đền Lừ, Bách Khoa, Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Nghĩa Đô đều có những khung lồng sắt nhô ra ngoài ban công như thế này. Việc người dân tự ý gia cố thêm ban công khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Tốn thời gian cắt chuồng cọp, cắt khóa cửa, nên tốc độ xử lý sự cố cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân cũng bị ảnh hưởng. Cái nhà chung cư cũ triển khai nhiều chục năm đã đưa vào sử dụng thì nó cũng có xuống cấp. Và thứ hai nữa là hiện nay như chúng ta thấy đây, các cái chung cư này là các hộ đều có sự cơi nới. Lý do là do nhu cầu về sử dụng mặt bằng diện tích thì các hộ tận dụng tối đa hoặc là cải tạo làm thay đổi kết cấu. Nhưng ngoài ra những cái lồng chim chuồng cọp này cũng là trong nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ cháy. Thì do các hộ đây sinh hoạt thì cái cải tạo nâng cấp các cái hệ thống điện nó sẽ dẫn đến quá tải, thì cũng là một nguy cơ. Chứ ngoài ra các cái dụng cụ rồi thì những cái vật dụng gia đình trong sinh hoạt thì các hộ cũng có thể là do sơ suất, do vô ý cũng có thể là nguyên nhân gây cháy. Những chung cư cũ nằm sâu trong các ngõ nhỏ cũng khiến cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy gặp nhiều khó khăn khi xe chữa cháy không thể tiếp cận được hiện trường. Ở rất nhiều cái ngõ nhỏ, ngõ sâu là cái vướng cái đường dây điện. Mà khi có người mắc kẹt, ví dụ ở trên tầng 2 hoặc tầng 3, hoặc là chúng ta không thể phá được cửa ở tầng 1, thì chúng ta không thể triển khai được thang lên. Mà lúc đấy thì có rất nhiều vụ là chúng tôi phải trèo qua nhà của người này, của nhà này sang nhà bên cạnh. Nhưng mà đấy là với trường hợp là các cái nhà đấy là có ban công và thông thoáng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết là các cái đặc thù của chúng ta là các nhà thường là hay làm cái chuồng cọp để chống trộm, để bảo vệ an ninh. Tuy nhiên cái chuồng cọp đấy thì khi mà xảy ra sự cố thì nó lại làm cái trở ngại rất lớn đối với